Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh bị hành hung. Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Nhân dân Gia đình. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 27 7 BV, bệnh nhi là một bé gái 10 tuổi bị hóc xương, chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường, trẻ hoàn toàn không khó thở, cảm thấy nuốt vướng và đau. Bác sĩ T dặn trẻ ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng nội soi gấp xương cho bé. Cháu bé ngoan ngoãn ngồi yên. Khoảng 5 phút sau, bác sĩ T đang ngồi xem phim CT và XQ của năm ca chấn thương đầu ngực để xử trí. Đột nhiên, một người tự xưng là bố của bé gái đi vào la hét, không đồng ý chờ đợi. Bác sĩ giải thích tình hình nhưng người này không chấp nhận, muốn chuyển viện khẩn, đến bệnh viện nào nội soi ngay lập tức được. Theo bác sĩ Tê, người này nói, con tao khóc, đâu hét đó còn chờ đợi chết rồi mới cấp cứu à. Sau đó, người này rút điện thoại bật camera quay clip và truy hỏi bác sĩ. Bác sĩ T giải thích tình trạng trẻ một lần nữa và khẳng định các dấu hiệu ổn định, không có biểu hiện khó thở, suy hô hấp. Bé chỉ cần chờ bác sĩ tai mũi họng để soi gấp xương, thời gian chờ khoảng 30 phút, lâu nhất là 60 phút. Mặc dù vậy, việc giải thích không thành công. Người bố của bệnh nhi bất ngờ xông vào hành hung, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và vẫn quay clip theo chia sẻ của bác sĩ t trên facebook các đồng nghiệp đã kéo ông bố ra nhưng người này quyết xong lên hành hung tiếp bảo vệ bệnh viện sau đó có mặt bé gái lúc này mới khóc chắc sợ quá tới kéo tay và nói bố đừng làm vậy đi về hay đi nơi khác đi bác sĩ t viết trên trang cá nhân trao đổi với phóng viên ban lãnh đạo bệnh viện nhân dân gia đình cho biết đã tiếp nhận báo cáo sự việc từ các bộ phận có liên quan bác sĩ t cũng đã có tường trình với cơ quan công an Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tìm hiểu sự việc.